Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với cái vlog của Trang Man. Các cháu ơi, thật sự là chú đã review được khoảng cũng gần cả mười mấy cái light stick ở đấy. Nhưng mà tới tận ngày hôm nay thì chú mới được làm một cái review siêu to, siêu khổng lồ về một cái light stick rất là đẹp trai luôn các bạn. Mình công nhận đây là cái light stick đẹp trai nhất từ trước đến giờ mình được review. Cha-chan! Đây là light stick của Nuez. Thì các bạn thấy, qua từ cái thiết kế hộp các bạn thấy rất là đàn ông nam tính rồi nè các bạn. Thiết kế cái hộp của light stick Nuez bắt đầu nó kiểu như là có cái thiết kế của giống SM. Các bạn sẽ thấy là đa số họ sẽ đều có thiết kế kiểu hộp như vậy, nhưng mà thường thì họ bị lùn hơn, tại vì thiết kế của họ bị cái đầu bự chà bá, cho nên là thường thì cái này nó sẽ ngắn tới đây thôi. Các bạn chỉ cần nhìn vào cái thiết kế thấy là đây là một thiết kế rất là dài rồi, đúng không? Mà mình thì mình nói rồi đó, mình rất thích những cái gì dài, cho nên là bắt đầu hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem cái light stick này nhé. Thì các bạn thấy đây là thiết kế của cái hộp, cũng rất là đơn giản thôi, không có gì hết, đen xì. Đây là cái hình biểu tượng chữ N của Nuez nè. Dưới đây cũng có một cái official light stick Nuez ở đây luôn. Thì bây giờ mình sẽ bỏ ngang qua đây tí xíu nha. Cái light stick mình sẽ nói sau. Tiếp theo trong cái phần cái hộp, các bạn sẽ thấy đây là một cái đế trụ bằng miếng mút vậy thôi. Nữa là đằng đây các bạn sẽ có, trong này sẽ có một miếng giấy đựng này này. Và tiếp theo là giấy hướng dẫn sử dụng. Các bạn biết tiếng Hàn thì càng tốt, còn biết tiếng Anh thì cũng có trong này luôn. Nói chung thì cái này cũng có gì gọi là hướng dẫn phức tạp, với nó y chang những cái light stick mình đã từng review cho các bạn. Bây giờ quay lại trở lại thí sinh của ngày hôm nay. Wow, cái thiết kế này các bạn ơi, lần đầu tiên mình thấy một cái thiết kế mà nó rất là đàn ông nam tính mà nó lại cực kỳ mà sáng tạo như vậy các bạn. Các bạn nhìn vào các bạn thấy là nó khác biệt hoàn toàn với đa số các light stick hiện nay. Đa số đều sẽ có một cái tay cầm, tiếp theo này sẽ có một cái cục gì đó bự chà bá, nhưng mà light stick của họ sẽ có một thiết kế rất là sang các bạn, rất là sang luôn nha các bạn nha. Thì mình sẽ review chi tiết từng cái điểm mà mình thích trong cái sản phẩm này. Thứ nhất là các bạn sẽ thấy đầu ở trên đây nè. Các bạn thấy không? Mình sẽ có một hình trái tim ở giữa đây nè. Đấy, lấy nét đó đi. Thì các bạn cũng biết là có một cái câu chuyện gì đó mà về các hành vi của Nuez, mỗi người sẽ đại diện cho một con vật, con chó, con thỏ gì đấy. Thì con cáo này đấy, mình thích hoa minh hơn. Nên là họ sẽ đi tìm một trái kiếm, tìm kiếm trái tim trong khu rừng. Thế nên là ở đây sẽ có biểu tượng là trái tim các bạn, nguyên cái hình trái tim này các bạn ạ. Đấy, rất là dễ thương luôn các bạn. Nhưng mà mặc dù là hình trái tim nhưng mà nó không có cái thiết kế ủy mị hay nhìn thiết kế rất là nữ tính gì hết, mà nhìn nó rất là nghệ thuật luôn các bạn. Vuông vức như thế này này các bạn, góc cạnh như thế này, và thiết kế tạo ra một cái tính chất đầy chất nghệ thuật. Để có những cái đường sọc xuống như thế này, các bạn thấy không, rất là dài và thon theo nó. Thì chúng ta sẽ có hai cái điểm ở đây. Thứ nhất đó chính là cái điểm nút bấm. Các bạn nhớ nha, nút bấm nó sẽ có một cái biểu tượng Nuez chữ N ở đây. Còn không, nếu cái hình bên này sẽ là không có nút bấm, nhưng mà nó vẫn có một cái điểm gọi là một cái miếng silicone này, thì tí mình sẽ giải thích cho các bạn có miếng silicone để làm gì nha. Nữa là cái phần dưới đây mà các bạn sẽ có một cái dây đeo và có thiết kế chữ Nuez như thế này, các bạn thấy không? Đấy. Và dây này được làm bằng màu xám trùng tông với này, mặc dù nó đậm hơn một chút xíu nè. Đậm hơn một chút xíu. Và dưới đây này thì các bạn sẽ thấy đây là một cái điểm mình không thích nhất của cái light stick này. Nó làm cho cái light stick mất đi cái độ gọi là độ hoàn hảo của nó. Mặc dù là nó được thiết kế là cũng bằng nhựa cứng luôn, nhưng mà nó làm bằng cái nhựa trong suốt các bạn. Cho nên vô tình nó sẽ làm cho các bạn thấy là nó sẽ hiện ra cái phần đuôi của cái phần để pin của các bạn trong này. Cho nên nhìn vào rất là thô thiển, nhìn nó không được gọi là bắt mắt cho lắm. Nhưng mà thường thì chúng ta không có để ý nhiều đến đây đâu. Mà có một cái là các bạn sẽ cảm thấy nó rất là đẹp chỗ này, đó là các bạn sẽ thấy một cái dòng chữ in dưới đó, nó ghi là Nuez Official Lastic Made in Korea. Đấy, cũng rất là dễ thương ở này. Thì nói chung là bỏ qua cái điểm này thì mình thấy cái này rất là đẹp luôn. Và các bạn sẽ thấy trong này là cái phần để pin. Đấy, thiết kế ở dưới này. Và các bạn sẽ thấy đây là phần pin 3AA. Tiếp theo ha, mình sẽ bắt đầu review cái phần các bạn thích nhất, đó chính là màu. Cái light stick này là light stick cực kỳ màu sắc rực rỡ nhất, và mình chưa thấy có cái light stick nào có nhiều màu như cái light stick này luôn các bạn ơi. Rất nhiều cái hay trong cái light stick này. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem luôn nha. Các bạn nhớ nè, cái light stick này người ta gọi là có độ delay hơi bị trễ, nghĩa là các bạn bấm một chút xíu thì khoảng 0.5 giây ấy thì nó bắt đầu phản hồi lại cho các bạn. Đây, giờ mình sẽ bấm nha. Đấy, thì nó hiện màu lên, và đầu tiên màu chúng ta sẽ có đó chính là màu hồng, màu vivid. Đấy, màu hồng mà rất là đẹp luôn các bạn. Màu tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là màu xanh này, không phải là xanh dương mà nó lai giữa màu xanh gọi là xanh nước biển các bạn, xanh nước biển vào ban đêm mà kiểu như là đèn ở dưới đáy nó chiếu lên á, thì màu xanh này rất là hay luôn.
Tiếp theo chúng sẽ có màu trắng thì không nói gì đồ, nhưng màu trắng này nó rất là sáng chân luôn đó các bạn ạ. Tiếp nha, màu xanh đây chính là cái màu xanh mà xanh bình thường các bạn thấy nè đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ có là màu này là màu xanh lục bảo các bạn, màu xanh lục bảo, tại vì tiếp nó còn có thêm một màu xanh nữa đó các bạn, rất là nhiều màu trong này luôn các bạn ạ. Tiếp nha, mình sẽ có màu tiếp theo là màu này, mình nghĩ là màu đỏ hả, hoặc là màu hồng. Cái này nó mình hồi nãy mình lại thấy nó đỏ hơn cái màu hồi lúc đầu, nhưng bây giờ tiện bấm lại cái mình lại thấy nó lại nhạt hơn cái màu hồi lúc đầu, nên các bạn comment phía dưới là xem cái màu nào đậm hơn nha. Nhưng mà mình thấy cái màu nào cũng đẹp đấy các bạn. Cái màu này nó không phải là có một cái tông màu nhất định, như là màu xanh phải ra xanh, đỏ phải ra đỏ, hồng phải ra hồng, mà nó có cái màu nó kêu mà nó lai thế nào nó nhìn rất là hay các bạn ạ. Tiếp nè, đấy đây là màu xanh lá nha các bạn, đây xanh lá mạ luôn này các bạn ơi, xanh lá mạ nữa nha. Đây, và cái màu hay nhất của cái lipstick này đó chính là ở trên các bạn sẽ có phần màu hồng nè, và dưới các bạn sẽ có phần màu xanh dương dưới này. Wow, nhìn nó rất là hay luôn các bạn à, rất là hay luôn các bạn thấy không. Và đây cũng là chính là cái màu cuối cùng của lipstick này. Nói chung là có rất nhiều màu đúng không các bạn, đã giờ mình đếm khoảng là 5-6 màu rồi đấy các bạn ạ. Và xong hết màu. Tiếp theo nữa, cái này sẽ có một cái cũng gọi là hay, đó là các bạn kết nối Bluetooth với cái lightstick này. Thì mình thấy là cái lightstick này nó không có kết nối có một cái ứng dụng riêng nào cả, nó chỉ kết nối Bluetooth để các bạn đi concert thôi. Cho nên là các bạn sẽ bấm như thế nào, các bạn bấm lên mở lên một màu bất kỳ nè, sau đó các bạn sẽ bấm vào nút mở nguồn như thế này khoảng 5 giây. Đấy, thì các bạn thấy đây là một cái màu xanh, mà xanh siêu nhân các bạn, xanh siêu nhân trong năm siêu nhân cao đó. Thì màu xanh này nó bắt đầu sẽ chớp tắt như thế này, cũng rất là một tạo ra một cái hiệu ứng rất là hay các bạn nha. Bạn nhìn thấy không, rất là hay luôn. Wow, nhưng mà mình thấy đây là cái màu chớp tắt hay nhất. Còn thường thì các màu còn lại nó không có chế độ chớp tắt như các lightstick khác các bạn nha, cho nên là các bạn cũng phải lưu ý cái điều đó. À quên nữa, lỡ mà các bạn có xài cái lightstick này mà các bạn không biết cách tắt cái này thì các bạn nhớ nè, bấm lại 5 giây là nó sẽ quay về chế độ bình thường các bạn nhớ nha. Tiếp theo mình sẽ làm một cái rất là hay, cái này rất là hay và nói chung là nó phát huy tối đa cái sự sáng tạo trong cái lightstick này các bạn. Đó là cái lightstick này có thể mở được các cảnh ở bên cạnh. Đầu tiên là các bạn sẽ quay lại cái mặt như mình hồi nãy nói ở đây, đó chính là miếng silicone các bạn nhớ không? Thì cái miếng silicone này các bạn có thể mở ra được nha. Đấy, mở như thế này. Và ở đây thì theo mình đọc cái hướng dẫn đó các bạn, thì cái này các bạn có thể gọi là các bạn có thể bỏ một cái sticker hay gì đó các bạn dán vào cái miếng này, hoặc các bạn làm bất cứ gì các bạn thích, rồi sau đó các bạn có thể gắn lại. Hoặc nói chung là có nhiều cách để trang trí đó, nhưng mà mình không có biết rõ về cái này nên mình chỉ biết là cái này có thể lấy ra được thôi, và các bạn có thể gắn lại bình thường đơn giản thôi. Cái này không có cần phải tốn công như một cái lần hồi đó cũng có một lightstick rất là hay đó của NCT thì cái lightstick đó nó tháo ra tháo vô rất là khó và mình rất là sợ nó bị gãy, cho nên là mình đánh giá cao về cái việc mà nó làm bằng silicone của cái này. Tiếp theo nữa các bạn sẽ quay tới cái cạnh này nè, cái cạnh mà kế cái nút bấm mà mở cái ngón này thì là dễ ra nè. Đấy, mở như thế này các bạn thấy không, rất là đơn giản. Ở đây có một cái miếng gọi là miếng 500 của nó hay sao, nó hít vào trong đây. Thì các bạn có thể thay thế nó bằng cách là các bạn dán sticker hay gì đó, dán tên các thành viên vào cái này, xong sau đó các bạn có thể gắn lại vào bình thường. Nó rất là đơn giản các bạn, nó không có hề bắt các bạn phải ngồi phải tốn sức hay gì hết. Đấy, hít bằng 500 vào, dễ dàng lắm luôn. Nhưng mà mình không biết cái cạnh khác có mở được hay không, bây giờ mình sẽ mở thử cho các bạn coi nhé. Các bạn, các cạnh khác không thể mở được, chỉ có một cái cạnh duy nhất này thôi. Và đằng sau là cái này là hai điểm duy nhất các bạn có thể mở được của cái lightstick này. Đây là một những cái lightstick mà mình thấy rất là đẹp và rất là đáng với giá tiền nó. Giá tiền nó cũng bằng với các lightstick cơ bản thôi, nó có giá khoảng 36.000 won. Đấy. Và vlog ngày hôm nay mình review về cái lightstick của NuEst đến đây là hết rồi. Nếu các bạn muốn mình làm review một cái lightstick nào nữa, các bạn có thể comment ở phía dưới nha. Và đặc biệt là hiện tại, như mình đã nói với các bạn từ rất lâu rồi, mình đã bắt đầu kinh doanh một cái shop cửa hàng online và mình đang nhận order lightstick của NuEst. Các bạn có thể xem comment ở phía dưới để em có thể biết thêm về cái cửa hàng của mình. Đặc biệt là bên mình có một cái chương trình khuyến mãi rất là hay. Chứ cha nãy giờ ngồi nói nhiều về cái bia cho cái shop mình nhiều quá, các bạn thông cảm nha. Thì mình sẽ tặng cho các bạn một cái lightstick NCT. Và đặc biệt là các bạn nào mà share và chia sẻ về cái shop của mình đó, các bạn sẽ được nhận một cái album
bất cứ một nhóm nhạc nào các bạn thích đều được hết. Ok, và vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn, tạm biệt các bạn nha. Bye bye.